Trận đấu được trao cho đội tuyển Việt Nam.
Mất cầu. Và chặn cầu rất là nhanh đến từ vận động viên của Malaysia. Vâng, rất khéo léo. Là xếp hai rồi. Malaysia vẫn có lợi thế hơn vì đã được gì? 18-17. Rất nhanh. Vâng, không còn nữa. Điểm 19-18 không có mất cầu. Vận động viên nữ phía bên Malaysia rất là nhanh và pha đập cầu. Vận động viên ở bên đây không hề có điều gì. Và đã giành được điểm 19 đều. À, 20-19 như về Hồng Kông. Liệu hai vận động viên phía Hồng Kông có thể giành được có thể chiến thắng ở set này hay không? Mình đã chờ đợi. Đây là những bên Malaysia rất nhanh, lại xem bài tỷ số 20 đều. Vâng, chỉ số 20-20 rồi. Liệu đây có phải là lần phát câu cuối cùng hay không? Lại cùng chờ xem. À, kết thúc. Trận đấu đã kết thúc với chỉ số 20. Malaysia chiến thắng. Các đội trẻ từ Malaysia đã chiến thắng hai vận động viên ở bên hai vận động viên đến từ Hồng Kông với tỷ số 2-0.